thử thách cầm chưa tới 100 cành. Càng quét sạch căng tin trường trung học phổ thông Trần Phú. Không phải do trường cũ của tôi nên là tôi khen đâu. Chứ thiệt sự là về lại trường là thấy quá trời quá đất đồ ăn luôn. Biết cả bu nuôi chu nè. Tính ra mới tốt nghiệp có 4 năm mà trường thay đổi chóng mặt. Căng tin thì quá trời đồ ăn mới. Hồi xưa lúc đi học không hiểu tại sao mà tôi rất là ít khi ăn đồ ăn trong căng tin. Bây giờ có dịp quay lại thì bất ngờ là gặp cô Quyên. Tôi học thêm cô lớp 11, 12. Thiệt sự là nhớ cô quá trời luôn á. Mọi người nhìn đồ ăn nè. Trời, ta nói mấy bạn học sinh bây giờ sướng ghê. Tụi tôi kêu xương xương đâu đó 3-4 món mà thấy giá khá là rẻ nha. Một cái tô mì trộn udon này mà có 25 cành à. Bao gồm mì udon, trứng, xúc xích, cà rốt, sốt teriyaki nữa. Thiệt ra là hơi khô một chút xíu nhưng mà vị khá là ổn áp. Mặn mặn ăn kèm với trứng. Ăn một phần là no thiệt á. Kimbap thì vẫn giá cũ luôn á mọi người. Vẫn 20 cành mà nó to gấp đôi hồi xưa. Có điều là cái nhân nó cũng giống y chang hồi xưa nha. Nhân thì có trứng, xúc xích, đậu Kobe, cà rốt. Đây là kimbap chiên với lại khá là nhiều cơm nên là ăn một phần chắc bụng tới chiều. Ăn xong tụi tôi quất thêm một ly trà siêu to khổng lồ nữa. Đây là trà chanh nha mọi người. Ly trà siêu to khổng lồ này mà có 15 cành nè. Ta nói uống vô đã khác giả mang. Mà phải công nhận là trường tôi thay đổi chóng mặt.